Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Máy Hòa Bình Minh. Nếu như các bạn nào đang quan tâm đến mẫu xe Honda SHI thì các bạn đừng bỏ lỡ video ngày hôm nay của Linh nhé. Bởi vì ngày hôm nay Linh mang tới cho các bạn một giá xe cực kỳ sốc. So với thời điểm năm ngoái thì năm nay Honda SHI đã giảm giá lên tới chục triệu đồng. Và nếu như bạn nào đang quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ với Linh theo số điện thoại là 0987162438 hoặc các bạn đến với cửa hàng xe máy Honda Bình Minh 1 ở phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ngay sau đây thì Linh sẽ cập nhật giá cho các bạn nhé. Với dòng xe Honda SH thì nó sẽ có các phiên bản 125 và phiên bản 160. Và trên phiên bản 125 thì nó sẽ có các phiên bản là phanh CBS và phiên bản phanh ABS. Đầu tiên thì với bản 125 phanh CBS, ở đây thì Linh đang có hai màu sắc cơ bản của dòng xe SH 125 phanh CBS, đó là màu đỏ và màu trắng. Nếu các bạn quan sát thì có thể thấy là so với phiên bản năm ngoái thì toàn bộ phần vành xe này, giảm sóc hay là phần lốc máy của chiếc xe SH 125 phanh CBS đã được sơn đen các bạn nhé. Toàn bộ vành xe và giảm sóc đã được sơn đen đó. Và hiện tại thì bên Linh đang để mức giá vô cùng sốc, đó là với SH 125 phanh CBS màu đỏ chỉ từ 74 triệu đồng thôi ạ. Chỉ từ 74 triệu đồng. Chắc chắn là thời điểm năm ngoái các bạn có thể mua với mức giá khoảng tầm 83-84 triệu đồng. Thì năm nay với SH 125 phanh CBS màu đỏ, bên Linh chỉ để mức giá cho các bạn là 74 triệu đồng các bạn nhé. Chỉ có trong thời điểm này thôi, chắc chắn là chỉ có trong thời điểm này thôi. Nên các bạn đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội mua SH với giá cực kỳ rẻ các bạn nhé. Còn với màu trắng và ngoài ra có màu đen nữa thì bên Linh đang để mức giá cho các bạn là 75 triệu đồng các bạn nhé. 75 triệu đồng cho Honda SH 125 phanh CBS màu trắng và màu đen các bạn ạ. Còn với phiên bản ABS thì nó sẽ có hai màu nữa, đó là màu trắng, cũng là màu trắng và màu đỏ như mà trên phiên bản phanh ABS. Thì với cái bản ABS á, thì nó sẽ phần vành xe này và giảm sóc sẽ là màu trắng, và phần nhựa và yên của xe, nhựa của yên của xe sẽ là màu nâu các bạn nhé. Các bạn quan sát chi tiết hơn, đây là phiên bản SH 125 phanh CBS màu trắng. Và hiện tại thì với bản ABS thì cũng chỉ có mức giá cho các bạn là khoảng ngoài 84 triệu đồng thôi. Nếu như năm ngoái các bạn với mức giá tầm khoảng 84 triệu đồng các bạn chỉ mua được bản CBS, thì năm nay với mức giá chỉ tầm hơn 84 triệu đồng các bạn đã mua ngay cho mình một SH 125 phiên bản là phanh ABS với hệ thống phanh là chống bó cứng nhé. Hệ thống phanh chống trơn trượt đấy ạ. Đây là một trong những hệ thống phanh an toàn mà đã rất là nổi tiếng rồi. Được trang bị trên cả bánh trước và bánh sau. Và hiện tại thì chỉ với mức giá là 84 triệu đồng, chỉ với mức giá khoảng tầm 84 triệu đồng thôi nhé, cho phiên bản SH 125 ABS với hai màu, đó là màu trắng và màu đỏ. Còn ngoài ra thì phiên bản ABS này nó còn có thêm hai màu sắc là phiên bản đặc biệt và phiên bản thể thao. Đây là hai màu sắc thường xuyên hết hàng các bạn ạ. Vì vậy nếu như anh em nào mà muốn mua hai cái màu sắc này, các bạn hãy đặt hàng trước với Linh nhé, theo số điện thoại là 0987162438. Linh sẽ cập nhật giá luôn. Với SH 125 màu đen nhám thì nó sẽ có mức giá cho các bạn là khoảng tầm 87 triệu, hơn 87 triệu một chút cho 125 ABS màu đen nhám. Và tương tự thì màu xám xi măng bên Linh cũng đang đồng giá với màu đen luôn, là khoảng hơn 87 triệu đồng cho hai cái màu sắc rất là hot của năm nay các bạn nhé. Được trang bị hệ thống là phanh ABS trên cả hai bánh, đó là SH 125 phiên bản phanh ABS hai màu là màu đen và màu xám xi măng. Thì đấy là trên phiên bản 125. Tương tự thì trên phiên bản 160 nó cũng y như trên phiên bản 125. Đó là bản phanh CBS cũng có 3 màu là đen, đỏ, trắng. Và bản ABS thì cũng có các màu là trắng, đỏ, đen nhám và xám xi măng. Nó cũng giống hệt trên phiên bản 125 các màu sắc nhá. Nó chỉ khác nhau về phân khối. Thì với SH 160 phanh CBS hiện tại đang để giá cho các bạn là khoảng 92 triệu đồng. Còn với bản ABS thì bên Linh đang để mức giá cho các bạn là khoảng 103 triệu đồng. Còn riêng với 160 mà màu đen nhám sẽ có mức giá cho các bạn khoảng 106, và màu xám xi măng khoảng 108 các bạn nhé. Và các bạn nhớ là hai màu sắc đen nhám và xám xi măng là thường hay không sẵn hàng. Vì vậy các bạn nhớ đặt cọc hoặc là liên hệ trước với Linh, đặt hàng trước các bạn nhé. Linh nói qua một chút về sự khác nhau giữa bản 125 và bản 160. Thì ở đây Linh đang có hai chiếc xe trên phiên bản ABS các bạn ạ, là bản 125 và bản 160. Thì đây là chiếc xe SH 160 phiên bản phanh ABS các bạn nhé. Như Linh nói thì đó, là phiên bản ABS thì nó có phần vành xe và giảm sóc là màu trắng, yên và nhựa sẽ là màu nâu. Linh thấy rằng màu nâu này thì nó cũng rất là đẹp và nhìn rất là sang xe đấy ạ.
Thì đây là một chiếc xe SH 160 phiên bản phanh ABS. Còn Linh sẽ quay một chiếc là bản 125 các bạn nhé, phiên bản phanh ABS thì ở phía bên này. Ở đây thì Linh có SH 125 phiên bản phanh ABS, thì các bạn nhìn qua bên ngoài các bạn có thể thấy là nó hoàn toàn là giống nhau đúng không ạ? Hoàn toàn là giống nhau. Nó chỉ khác nhau về phân khối thôi. Và ngoài ra thì nếu như trên phiên bản là 125 ở phía bên sườn này nó sẽ chỉ có logo SH. Chỉ có logo SH. Thì trên phiên bản 160 ngoài logo SH ở đây sẽ có thêm một cái tem là 160 nữa các bạn nhé. Đó là sự khác nhau trên phiên bản SH 125 và 160 là chỉ khác nhau về tem và đặc biệt là khác nhau về phân phối thôi. Còn lại về mọi cái hình dáng, kiểu dáng bên ngoài thì các bạn có thể thấy là hoàn toàn giống nhau. Thì tương tự là trên phiên bản phanh CBS nó cũng giống như vậy. Cũng giống như vậy các bạn nhá. Cũng giống như vậy, kể cả là 125 CBS hay là 160 phanh CBS thì cũng giống nhau. Đó. Như vậy là các bạn thấy là Honda SH đang giảm giá rất là nhiều so với thời điểm năm ngoái. Có những phiên bản nó giảm giá lên tới 10 triệu đồng. Và dòng xe này thì nếu như khách hàng nào mà mình đang đi xe Honda SH cũ nhá, các bạn mua cách đây 10 năm, hơn chục năm rồi, bây giờ các bạn cũng muốn đổi sang một chiếc xe SH khác thì bên Linh cũng có hình thức là gì ạ? Bên Linh sẽ mua lại chiếc xe Honda SH cũ của các bạn và hỗ trợ hình thức trả góp với lãi suất 0% các bạn nhé. Nếu như bạn có một chiếc xe Honda SH, các bạn bán đi và mua trả góp một chiếc xe Honda SH mới thì bên Linh sẽ hỗ trợ hình thức trả góp với lãi suất 0%. Bạn nào quan tâm thì hãy liên hệ với Linh theo số điện thoại là 0987 162 438 nhé. Và rất hy vọng sẽ được gặp bạn ở tại cửa hàng bên Linh. Xin chào các bạn.